Dạ vâng, chào mừng quý vị, quý anh chị đến với kênh Phương Lương Cuộc Sống và Đảo Ship nha. Hôm nay em xin phép review cho quý vị xem một cái biển muối rất là rộng ở tại thành phố La Lan Ca nhé. Nhưng mà biển muối này thì họ sẽ không dùng để ăn đâu, mà chỉ dùng để cho khách tham quan du lịch. Khi đến đây về mùa hè thì chỗ biển nước này sẽ thành là một biển muối. Nhưng đến mùa đông thì nơi đây cũng chính là nơi trú ngụ kiếm ăn của đàn chim hồng hạc. Chim hồng hạc á, mỗi năm họ nó di cư về đây để sinh sống, bởi vì ở đảo Sip nó sẽ không bị lạnh giống như các nước châu Âu khác. Nên là những đàn chim hồng hạc sẽ di cư về đây để ăn muối tại cái hồ này để sống sót qua khỏi mùa đông lạnh giá nhé. Đây là một trong những cái biển muối rất là rộng tại thành phố La Lan Ca. Khi mà khách du lịch đến đây thì họ sẽ không bao giờ bỏ qua cái biển muối này. Để quý vị xem đằng sau lưng em này, bao la bát ngát. Hôm nay là thứ bảy nên chưa có đông khách du lịch lắm, nhưng mà đến chủ nhật thì rất là đông luôn quý vị ạ. Mời quý vị khám phá bãi muối rất là rộng nhé. Thì cách đây hàng trăm năm thì cái bãi muối này là nơi để mà người dân đến đây lấy muối. Người dân miền xuôi sẽ lấy muối để lên những miền núi cao để buôn bán, trao đổi hàng hóa với những người dân trên núi. Cách đây hàng trăm năm thì họ đến cái bãi muối trắng như thế này này, họ lấy muối về và để lên những cái bao, và sau đó bí sờ sụp lên những cái bao đó, và họ sẽ cho lên lưng những con lừa đó, và sau đó họ sẽ chở lên núi. Và họ, những người dân ở trên núi sẽ mất rất là nhiều ngày để đến thành phố biển La Lan Ca này, bãi muối này. Hả? Sophia? Well, they say they like too much. You see? You every day you cry. Something nice you cry. The people, they wait to be here. And you cry every day. Okay, look here now. I'm watching you do video. You see, Lucy, she lie. You don't see. Yeah, she get excited. Yeah. She go, wura wuchi. And you see, this man, they make video too. Yeah. They have fly cam. Judith. There. She done a video before 5 days ago. Yeah. Yeah. Đây, đằng sau lưng em đây, bãi muối rất là rộng lớn nhá. Cái hồ muối này rộng lắm thưa quý vị ạ. Đây. Rất là rộng. No, they not finish the water. Don't come very far away. Đây. Bãi muối kìa, đằng xa xa em kia có một anh đang quay phim bằng flycam. Rất là đẹp luôn. Đấy, bãi muối ở La Lan Ca nhé. Hôm nay là thứ bảy thì cũng chưa đông người lắm, vào chủ nhật thì sẽ đông hơn. Vị xem này, rất là tuyệt vời. Biển muối rộng bao la bát ngát, nhưng mà họ không khai thác, mà chỉ là địa điểm là nơi du lịch thôi. Bất kể những cái khách tham quan họ đến La Lan Ca thì họ sẽ không bỏ qua cái biển muối này. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn thưa quý vị. Hả? Sorry. Ella Lucy. She lie. Quý vị xem, rất là tuyệt vời. Bao là bát ngát thẳng cánh cỏ bay. Đây, thưa quý vị, cái bãi muối rất là đẹp luôn này, cực kỳ đẹp luôn nha các bác nhé. Đấy, phía xa xa kia là hoàng hôn, rất là đẹp luôn quý vị. Cực kỳ đẹp cho một cái bãi muối này, rất là thơ mộng. Bây giờ nó vẫn chưa khô được hết nước, nên là em đi vẫn hơi sợ bị nó sụt nước xuống.
nhưng mà thực sự là rất là đẹp luôn quý vị ạ, giống như là nó ở trên mây vậy. Khi mà quý vị bay thấp là lá này giống như là ở trên mây. Đây, mời các bạn ngắm bãi muối tuyệt đẹp cùng em nhé. Quý lên Lucy. Đấy, bãi muối rất là đẹp luôn nha, hồng hồng trắng trắng giống như là chúng ta đang đi trên mây vậy. Thật là tuyệt vời đúng không quý vị? Thank you.